Thưa các bạn có biết những yếu tố nào để tạo nên một người đàn ông thành đạt không? Là một vị trí ngồi phía sau của một chiếc xe sang trọng. Làm chủ một luxury business. Hay khoác những chiếc áo sơ mi Burberry lịch lãm. Là không thể thiếu một mặt thắt lưng và khối điểm cương đắt đỏ. Một chiếc clip Burberry bên trong có thể đựng rất nhiều thứ. Hay đôi giày của thương hiệu Gucci. Trên tay là những chiếc đồng hồ xa xỉ của các thương hiệu nổi tiếng. Mà cũng không thể thiếu một chiếc điện thoại đẳng cấp vô tư. Và tôi sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Đánh xe không anh ơi? Không anh ơi. Muốn gì? Tư vấn doanh nghiệp đào tạo CEO. Cho em xin có số anh ơi. Chặn kép nha. Bao nhiêu anh ơi? Một cổ. Em ơi, em cảm nhận sau này tương lai em là đi một chiếc Range Rover như thế nào? Biết, đã được đi đâu, đã được đi đâu mà biết. Chỉ là đánh dây thôi. Bao tiền? Triệu nhá, triệu đôi nhá. Triệu đôi à? Triệu đôi nhá. Để đấy anh. Để gì, bình thường thôi.